Phương xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Phương nha cả nhà. Để mở đầu video thì Phương cũng xin kính chúc cho cô chú anh chị trên kênh của Phương có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và ấm áp, hạnh phúc bên người thân và gia đình của mình nha cả nhà. Chúc cho cô chú anh chị mình hôm nay ngày vía thần tài phát lộc nha cô chú anh chị. Hôm nay thì ngày mùng 10 tháng Giêng 2024 năm Giáp Thìn. Thì hôm nay là ngày vía của ông thần tài ông thổ địa nha cô chú anh chị. Thì Phương cũng ghi hình lại cái lễ cúng vía thần tài ngày mùng 10 á cả nhà cho cô chú anh chị mình xem nha. Thì đồ thì Phương lễ giặt thì Phương cũng đã chuẩn bị hết rồi cô chú anh chị. Đây thì Phương mua bình bông là qua đồng tiền nha cả nhà. Qua đồng tiền, cúc đồng tiền á cô chú anh chị. Phương cúng 5 bông nha cả nhà. Đây 5 bông. Chứ dĩa trái cây ngũ quả nha cả nhà. Dĩa trái cây ngũ quả. Như đây thì một bên là đĩa gạo, một bên đĩa muối nha cô chú anh chị. Dư giấy tiền vàng bạc cho các ông nha cả nhà. Đây là một cặp đèn cầy. Dư là 5 chung nước trà đó, chút nữa Phương sẽ gót 5 chung nước trà cúng cho ông, còn ở trên là 5 chung rượu. Rồi còn dĩa tam sơn nữa, chút xíu Phương sẽ đem ra rồi quay cho cả nhà mình xem nha. Phương cũng cúng đơn giản thôi cả nhà ơi. Thì cũng cúng cầu xin các ông cũng tiếp tục độ cho cả nhà mình có tài có lộc để mà mình phát tài phát lộc lên. Cô chú anh chị mình có xem được cái video của Phương thì cô chú anh chị cũng cho Phương xin một like, một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ nha cả nhà. Phương cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Thì cô chú anh chị mình cứ khấn nguyện thành tâm các ông đi rồi các ông cũng nghe được hết, khấn tên tuổi. Cũng như mình xem qua màn ảnh nhỏ là khấn tên tuổi họ tên của mình địa chỉ á, thì các ông cũng sẽ nghe, cũng sẽ độ cho cả nhà mình nha, cũng như độ sức khỏe nè, cầu tài lộc nè, màn ăn buôn bán gì đó. Thì cô chú anh chị mình cứ khấn nguyện qua màn ảnh nhỏ giúp Phương nha. Thì cả nhà ơi, thì Phương mới luộc xong dĩa tam sơn thì cũng đem ra rồi, cũng để lên dâng lên bài lễ giặt xong hết rồi. Thì bây giờ Phương tiến hành thắp nhang cho các ông, mời các ông địa, ông thần tài, ông thần tiền về thọ thực nha cả nhà. Hôm nay ngày vía của thần tài nha cô chú anh chị, mùng 10 tháng Giêng 2024 năm Giáp Thìn. Thì hôm nay Phương cũng có làm cái lễ cúng là vía thần tài đó cả nhà. Thì cũng quay lại ghi hình lại cho cô chú anh chị mình xem nha. Rồi bây giờ Phương sẽ dâng hương cho các ông nha cả nhà. Thì cô chú anh chị mình cũng có xem được cái video của Phương thì cũng cho Phương xin một like cả nhà, một lượt đăng ký kênh với một lượt chia sẻ nha cô chú anh chị ơi. Thì Phương hôm nay cũng ngày vía thần tài, cũng cầu xin các ông cũng gia hộ cho cô chú anh chị mình, ai xem được cái video của Phương đó đều được nhận tài nhận lộc, phát tài phát lộc lên nha cô chú anh chị. Cầu xin các ông gia hộ cho cả nhà mình nha, cũng như là xin các ông cầu tài cầu lộc cho cả nhà mình, ngày nào cũng có lộc. Rồi bắt đầu Phương dâng hương nhận mời thỉnh các ông về vía thần tài nha cả nhà. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con tên là Hà Quốc Phương. Con cư ngụ con tên là Hà Quốc Phương, năm nay con 32 tuổi. Con tuổi con già, con sinh năm 1993, con hiện tại cư ngụ tại địa chỉ là tổ 10 ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Phước, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Con cầu xin ông địa, ông thần tài, ông thần tiền, hôm nay là ngày mùng 10 tháng Giêng
tháng mùng 10 tháng 1 có 2024 năm Giáp Thìn. Hôm nay cũng là ngày vía của ông thần tài, ông thủ địa và ông thần tiền. Thì hôm nay con có sắm sửa lễ vật là dĩa tam sơn, dĩa trái cây ngũ quả, bông bình bông, rượu thịt, giấy tiền, gạo muối, hương đăng. Thì con cũng dâng cúng lên cho ông địa, ông thần tài và ông thần tiền. Con cung thỉnh mời ông địa, ông thần tài và ông thần tiền cũng về đây ăn thịt uống rượu với con ơi, ăn trái cây với con ơi, hưởng hương hoa với con, cũng như về đây cũng thọ thực đi ông ơi. Hôm nay ngày vía thần tài đó ông ơi, ngày vía của ông đó. Thì con cung thỉnh ông địa, ông thần tài và ông thần tiền cũng về đây thọ thực với con. Con hôm nay có cúng giấy tiền ngân vàng đó, con chúc con đốt con gửi tài gửi lộc cho các ông nhận lãnh các ông ơi, cũng phù hộ cho trước tiên là gia đạo của con, độ cho trong nhà trong cửa gia đạo của con năm mới mằng ăn đâu được đó, sức khỏe thì dồi dào, bệnh tật thì tiêu trừ ông ơi. Sau đó cũng phù hộ cho bá gia bá tánh, cô bác bà con cô bác trên kênh Phương Vlog đó, YouTube của con Phương Vlog đó, thì ông cũng gia hộ cho ai xem được cái video này đều được phát tài phát lộc lên nhau, sức khỏe dồi dào ông ơi, bệnh tật tiêu trừ. Con cũng cung thỉnh mời các ngài cũng về đây cũng thọ thực chứ con. Dạ con có cụ mời các ông nha các ông ơi. Xin ông ban tài ban lộc ông địa, ông thần tài ông tiền ông nghe ông cũng ban tài ban lộc luôn ông ơi. Tùy theo cái điều kiện hoàn cảnh của cả nhà mình để cúng cho các ông nha cả nhà. Thì tùy theo điều kiện hoàn cảnh của cả nhà mình nha. Thì Phương thì chỉ cúng vậy thôi, đơn giản nha cả nhà. Một trang nghiêm. Thì Phương cũng thắp nhang cho các ông rồi đó cô chú anh chị. Thì Phương quay lại cái ngày cúng của ông địa, ông thần tài và ông thần tiền, ngày vía thần tài á, ngày mùng 10 tháng giêng 2024 năm Giáp Thìn đó cả nhà. Thì hàng tháng tại vì cái ngày vía tháng giêng này là cái ngày vía lớn đó cả nhà, còn tất cả những tháng còn lại là vía bình thường nha. Cứ mùng 10 hàng tháng là ngày vía ông, mùng 10 ngày hàng tháng là ngày vía thần tài thôi. Nhưng mà có cái ngày vía thần tài tháng giêng đầu năm nè là ngày vía lớn nha cô chú anh chị. Cho nên Phương cũng quay lại ghi hình lại một tí xíu để gửi cho cô chú anh chị mình cái ngày vía thần tài đầu năm 2024 năm Giáp Thìn. Thì Phương chỉ cúng đơn giản vậy thôi cả nhà.
thì cũng cầu xin các ông cũng gia hộ cho cả nhà mình. Ai xem được cái video của Phương đều phát tài phát lộc lên nha cô chú anh chị. Thì cả nhà mình cũng cho Phương xin một like cả nhà, một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ nha cô chú anh chị. Phương cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Thì cái giờ like xin tài lộc cho cả nhà mình là vẫn y cũ nha cả nhà, 6 giờ rưỡi, tức là sổ số miền Bắc xong Phương sẽ like. Cô chú anh chị mình có rảnh thời gian thì cứ vô xem ủng hộ cho Phương nha cả nhà. Đây cái toàn bộ cái chỗ mà Phương thờ ông Địa, ông Thần Tài và ông Thần Tiền nha cô chú anh chị. Đó. Do ở trên bị tra chặt quá cả nhà cho nên Phương để ở dưới cả nhà. Dĩa bên dĩa muối, bên dĩa gạo, bên dĩa muối với giấy tiền vàng đúc đốt cho các ông đó. Đây là dĩa trái cây ngũ quả nha cả nhà, bên dĩa tam sơn rượu. Nhang thì mình thắp 5 cây nha cô chú anh chị. Ông Địa, ông Thần Tài, ông Thần Tiền, nhà nào có thờ thì mình đốt 5 cây nha cả nhà. Nhang hương mình đốt 5 cây nha cô chú anh chị ơi. Hôm nay Phương cũng mua cúc đồng tiền là Phương mua 5 cây luôn. Thì cũng tùy theo cái phong thủy của tùy nhà. Ví dụ có người thì người ta nam thì 7 bông, nữ 9 bông. Phương thì Phương chỉ cúng 5 bông thôi nha cô chú anh chị. Cúc đồng tiền. Cúng cúc đồng tiền tốt lắm cả nhà. Đây. Rất là trang nghiêm nha cả nhà. Cầu xin các ông cũng gia hộ cho cả nhà mình được phát tài phát lộc. Sau khi xem cái video này là ai cũng được phát tài phát lộc, trúng số đặc biệt nha cả nhà. Rồi thì bây giờ Phương cũng xin kết thúc video ở đây nha cả nhà. Phương hẹn cô chú anh chị mình vào những video sau nha. Chúc cho cả nhà mình ai xem được cái video này đều phát tài phát lộc lên nha cả nhà. Chúc cho cả nhà mình ngày vía ông Thần Tài mùng 10 tháng Giêng 2024 năm Giáp Thìn phát tài phát lộc nha cô chú anh chị. Rồi cả nhà mình có quý mến Phương thì cũng cho Phương xin một like, một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ nha cả nhà. Rồi bây giờ Phương xin chào cả nhà mình nha. Hẹn cô chú anh chị mình vào những video sau nha.